Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. One Piece chapter 1034 đã làm nổi bật lên sức mạnh thật sự của Queen khi hắn ta sở hữu toàn bộ các công nghệ có trên những đứa con của nhà Yama từ Vinsmoke Ichiji, Yonji, Niji hay kể cả hắc ẩn của Sanji. Tuy nhiên, mặc dù Sanji đã phá tan bộ giáp Red Suit của mình để chống lại việc bị tiến hóa mất đi cảm xúc, nhưng cơ thể của Sanji đang vẫn tiến hóa dần và anh ta đã có được sự nâng cấp sức mạnh cơ thể giống như những anh em trai của mình. Sanji đã có thể tận dụng lợi thế cơ thể mạnh mẽ của mình để sử dụng những tuyệt chiêu mà trước đó cơ thể anh ta không đáp ứng được. Đó chính là Ifrit Hombi và đá cho Queen một quả chí mạng. Không rõ Sanji đã hạ gục được Queen sau các đòn tấn công đó hay chưa thì chúng ta phải cùng chờ đợi các chương tiếp theo. Bây giờ trong video này, mình sẽ nói về trận chiến của Zoro và King. Zoro hiện giờ đang gặp phải một đối thủ khó nhằn trước từ trước đến nay. King là một sinh vật được cho là tồn tại không tưởng, một chủng tộc được coi là thần. Với lớp da dày và khả năng hồi phục kinh khủng, King đang là một đối thủ quá khủng khiếp đối với Zoro. Vậy bây giờ, có cách nào để Zoro chiến thắng trong trận chiến này không? Câu trả lời chỉ có thể là Zoro sẽ phải vượt qua Oden. Đầu tiên, mình bắt đầu nói về câu chuyện của các thợ rèn khi họ rèn ra được những thanh bảo kiếm. Đây được coi là tài sản quý giá cả đời. Và khi thanh bảo kiếm được sử dụng bởi một kiếm sĩ đích thực thì chúng sẽ có khả năng trở thành những thanh kiếm đen hay còn gọi là hắc kiếm. Đây là một đỉnh cao mà các vũ khí luôn muốn được đạt tới. Những người thợ rèn kiếm rèn ra những thanh kiếm với mục đích ban đầu là phải đảm bảo rằng những thanh kiếm này chém được người, càng chém giết được nhiều người càng tốt. Vì vậy, bản chất hung bạo của kiếm là vậy, nên mỗi thanh kiếm đều giống như những cá thể độc lập. Một kiếm sĩ là người phải thuần hóa được sự hoang dại của kiếm và khiến nó phục vụ theo ý chí của mình. Kiếm sĩ sẽ thuần hóa nó và biến nó trở thành một thanh kiếm đen để nâng cao kiếm khí của họ. Có lẽ đến lúc đó thì người thợ rèn ra thanh kiếm đó mới có thể tự hào nói rằng thanh kiếm của anh ta rèn ra đã hoàn thiện và trở thành thợ rèn kiếm rèn ra được một trong những sản phẩm tốt nhất trong lịch sử. Nhiều người hâm mộ tin rằng Zoro sẽ chỉ vượt qua Oden khi hoàn toàn làm chủ được Enma. Lợi thế duy nhất mà Oden có được so với Zoro hiện tại là Oden đã thuần hóa được Enma sau khi sử dụng Enma rất nhiều năm. Oden đã hiểu Enma và biết cách chế ngự nó. Điều này khiến cho Oden không gặp phải bất cứ khó khăn gì khi sử dụng nó. Hiện giờ, Zoro đang chiến đấu với King, nhưng trong trận chiến của mình, Enma đã lồng lên, hút hết haki của Zoro. Điều này khiến Zoro suýt chết. Nhưng rõ ràng, Enma không chủ đích hại Zoro, mà vì thanh kiếm muốn người chủ phải nỗ lực hết mình. Nếu Zoro vẫn còn kìm hãm haki trong cơ thể thì anh ta sẽ không thể chế ngự được Enma. Vì vậy, Zoro cần phải tung ra toàn bộ sức lực và haki của mình trao đổi song phẳng với Enma. Zoro phải để Enma cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của chính mình. Nếu Enma hài lòng, nó sẽ cho phép kiếm sĩ sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó, có thể vung kiếm tùy ý mà không gặp cản trở gì nữa. Oden trước đó khi tham gia băng Dâu Trắng và băng Roger thì chưa bao giờ ông phải kìm hãm haki bá vương của mình. Oden luôn hành động như những gì ông ấy muốn làm. Vì vậy, Zoro cần phải bung hết sức mạnh và làm những gì con tim mách bảo, anh ta phải chiến thắng. Thứ hai, Oden chưa bao giờ làm chủ Enma. Enma đã không được trở thành thanh kiếm đen trong suốt thời gian Oden sử dụng nó. Và bạn hãy nhớ rằng, Oden dùng Enma trong rất nhiều năm. Oden có thể thuần hóa thanh kiếm để sử dụng nó mà không gây trở ngại chút nào, nhưng không thể biến nó thành thanh kiếm đen. Oden có nhiều thời gian dùng Enma hơn Zoro, còn Zoro thì mới chỉ có thanh kiếm này được 2 tuần. Và Zoro đang ngày càng trở nên thành thạo hơn khi thuần hóa Enma trong một khoảng thời gian ngắn từ khi được sở hữu nó. Việc Zoro thuần hóa và có thể sau này làm chủ Enma sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng Zoro không cần phải kìm hãm sức mạnh của mình nữa. Zoro cần dốc toàn bộ sức lực và điều này cũng sẽ giúp ước mơ của Luffy nhiều hơn. Liệu cuối cùng Zoro có thực hiện được ý muốn và mục đích của Enma để rèn nó trở thành một thanh kiếm đen không? Chúng ta sẽ phải chờ đợi và tận mắt trải nghiệm trong trận chiến với King. Nhưng nói gì thì nói, King vẫn không phải là một đối thủ dễ chơi, là một trong những thành viên mạnh nhất của băng hải tặc Bách Thú. Và cũng là thủ lĩnh của nhóm Okaban, đây được xem là một trong những trận chiến hoành tráng nhất tại phần Wano vì cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng và sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Hiện tại thì Zoro đang được tăng thêm sức mạnh sau khi khai thác được Haki Bá Vương cùng với việc kiểm soát được thanh kiếm Enma, nhưng Zoro vẫn có thể thua vì một số yếu tố khác đang tác động trực tiếp đến anh. Thứ nhất, Zoro đang chịu ảnh hưởng từ thuốc siêu hồi phục của mình. Trong các chap trước, Zoro đã có một trận chiến với Kaido và Big Mom. Zoro đỡ một đòn tấn công kết hợp của hai tứ hoàng và Zoro đã kiệt sức, đồng thời gãy xương rất nhiều, khiến anh ta suy yếu đến mức bất tỉnh. Sau đó, Zoro đã quay lại trận chiến nhờ liều thuốc siêu phục hồi của tộc mình. Tuy nhiên, có một vấn đề đáng lo ngại, đó là Zoro sẽ không thể chiến đấu quá lâu. Zoro sẽ phải nhận lấy những đau đớn gấp đôi do các vết thương gây ra sau khi hết tác dụng của thuốc. Vì thế, nếu anh ta không nhanh chóng tìm ra điểm yếu của King và kết thúc trận chiến nhanh chóng, thì Zoro sẽ bị hạ gục một lần nữa. Thứ hai, Zoro cạn kiệt haki.
Trong chap 1032, chúng ta thấy rằng Zoro cuối cùng nhận ra cách Odin có thể điều khiển Enma và tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ bằng cách cho phép Enma hấp thụ rất nhiều Haki. Trong chap 1033 thì Zoro đã ngừng áp chế Enma, giải phóng hoàn toàn Haki của mình để nó có thể hấp thụ càng nhiều càng tốt. Điều đặc biệt ở đây là Zoro có thể tăng sức mạnh một cách nhanh chóng, thế nhưng ngược lại Zoro cũng phải chịu những rủi ro lớn với việc Enma hấp thụ một lượng lớn Haki của Zoro, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc bắt đầu xuất hiện, Zoro chắc chắn sẽ kiệt sức sớm và đây có thể là một yếu tố tác động trực tiếp đến trận chiến của Zoro. Thứ ba, điểm yếu của King vẫn chưa được hé lộ. Trang 1032 và 1033 cho thấy rằng Zoro thực sự đang bất lực trong một việc đối phó với King như thế nào. Mọi đòn tấn công mà anh ta tung ra nhằm vào King luôn luôn thất bại và không có tác dụng gì cả. Zoro hiện giờ đang rất bối rối không biết làm thế nào để đánh bại King. Thậm chí anh nghĩ rằng phải tìm hiểu về nguồn gốc của tam tai này thì mới có thể đánh bại hắn ta. Với tình trạng của Zoro đang rất nguy kịch thì việc anh nhận thêm những sát thương từ đòn tấn công của King không phải là điều không thể. Zoro rất có thể sẽ sớm gục ngã nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến. Liệu Zoro có thể tìm ra cách đánh bại được King trong thời gian tới hay không? Hay tiếp tục cầm một pha búp sức mạnh đến từ Oda? Để biết được mọi thứ như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.